Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Nhất Chân. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Và ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng thông báo đây là đêm bán kết 1 của mùa này. Chúng ta sẽ tìm ra đội chiến thắng bước vào đêm chung kết. Trời ơi, em không biết sao cho em hồi hộp muốn chết luôn á thiệt. Sao vậy? Thì bán kết lần này anh, hai nhóm đều quá thông minh. À, tức là ngang ngửa. Bị ngang ngửa cho nên em không biết là cuối cùng là đội nào sẽ giành được chiến thắng. Đội nào cũng giỏi. Dạ. Đội nào cũng xinh. Và kết thúc cái gì? Bây giờ thì Harry sẽ xin giới thiệu đội A, đó là ST Sơn Thạch, Trương Quỳnh Anh và Mạc Văn Khoa. Xin mời. À, xin chào, xin chào. Xin giới thiệu tới quý vị Trương Quỳnh Anh, Mạc Văn Khoa và ST Sơn Thạch. À, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Dạ. Ngày hôm nay mà trở lại với chương trình này có cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui bởi vì là những mùa trước á, mặc dù mình rất là cố gắng nhưng mà mình chỉ đến dạo chơi với chương trình chút thôi, nhưng mà năm nay là mình được ở lại chương trình lâu hơn cho nên là mình cảm thấy là rất là vui. Ngày hôm nay đặc biệt là mặc đồ hơi giống MC nữa nè, đây đây, rồi còn thêm cái này đó. Được. Ê, đúng nha. Hợp nha. Đó, thấy chưa? Là cái điểm tốt đó chị ơi. Mà không khoa. Dạ em đây. Nhìn là Trương Quỳnh Anh đắm đuối vậy. Dạ đâu có đâu, thì đồng đội với nhau thì em thấy chị cười thì em phải nhìn chứ. Bất công chị lại nói là chị cười mà không ai nhìn chị ấy. Dạ, người cười phải có người nhìn cũng như là người nói phải có người nghe anh ạ. Đúng rồi. Cảm ơn em, chúng ta đúng là đồng đội với nhau. Chị cứ cười lúc nào nhìn chị lúc đấy. ST thấy mệt mỏi không? Đâu, em thấy các bạn có những cái nguồn năng lượng tích cực và truyền cho khán giả. Em cảm thấy rất vui ngày hôm nay và hy vọng rằng là cái năng lượng đó sẽ đến với chúng ta đến cuối chương trình. Hay quá. ST có kiểu như phát biểu trước hàng ngàn sinh viên á. Hay quá. Các bạn mới nhà nhập học đó. Cảm ơn các bạn, mời vào vị trí A. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo cũng là cười hoài luôn. Sáng cười cũng hoài. Cười tắt đèn cũng cười, kiểu gì cũng cười hết. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu BB Trần, Ngọc Phước và Tuấn Kiệt. Xin mời. À, hồi cười đấy hả? Vô. Cuộc đời là tia nắng ngắm vòng tay em say ước mơ. Ngày là ngày qua phố mắt ngây thơ chưa bước sầu nhớ. Ôi cuộc đời. Ôi cuộc đời. Sao không hát chung? Nhỏ này đã tập trước là em hát cái này mà, cái này em solo mà. Lại. Ôi cuộc đời như ngàn ý thơ đêm như đó sớm mà. Hả? Wow. Thấy không? Chuyện vậy cũng dám làm. Trời ơi. Em thấy hay tập. Mà anh. Dạ, dạ nhóm à? Nhóm alo xin kính chào mọi người ạ. À. Dạ. Hôm nay chúng ta đến với đêm bán kết. Nếu chiến thắng sẽ bước vào đêm chung kết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp một đội rất là mạnh về kiến thức. Dạ. Chào đội kia. Dạ. Chào. Trời ơi. Sao này căng thẳng quá vậy? Sao anh Khoa căng thẳng quá vậy? Không, đội mạnh về kiến thức là mình phải tỏ ra có kiến thức. À. À. Thì ngày hôm nay là xin nói luôn là bên đó mạnh nhất đó là ST, là người biết rất nhiều và đã từng đoạt được nhiều giải thưởng của chương trình. Vị trí 10 câu hỏi là lên xuống như chơi vậy đó, giống như đi siêu thị vậy đó, thích đi thích về. Cho nên để mà chiến đấu được thắng đội kia cũng rất là khó. À, ST phải gặp BB rồi. Đúng rồi. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục chiến thắng một lần nữa. Mời vào BB. Dạ, dạ. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc về luật chơi nó cũng như cũ thôi. Dạ, đang trả lời liên tiếp là quan trọng nhất. Chứ trả lời đúng một câu, sai một câu thì cũng như nhau thôi. Với lại quan trọng nhất là chúng ta có lòng tự trọng. Mà sao mỗi lần chị nói vậy chị nhìn anh BB kỹ lắm. Ồ, chị nhìn em chị, à? Chị nhìn em không à. Ồ, BB cứ né chị thôi. Em có gian dối đâu. Và chúng ta không có múa, chúng ta không có hú hát gì hết trơn. Dạ. Rồi mình im lặng mà mình cứ cổ vũ cho đoạn đội của mình thôi. Đó, và những người mà đạt được 10 câu liên tiếp đầu tiên thì người đó sẽ nhận được 20 triệu đồng. Trong mỗi đêm như thế này chỉ có một giải 20 triệu đồng mà thôi. Dạ. Bây giờ là cặp đầu tiên, xin hãy chọn.
Ủa là anh nữa. Thôi đấy là BB rồi. Hồi nãy BB đã có lời mời ST rồi đúng không ạ? Dạ. Wow, chính xác. Chào anh ơi. Wow. Đây là BB Trần và ST Sơn Thạch. Xin mời, hãy chọn ai lên trước lên sau. Anh lên trước anh. Rồi, dạ. Anh lên trước luôn. Dạ. Xin. Rồi. Xin. Dạ. Hồi hộp quá. Ồ, em cũng hồi hộp nữa. Ủa? Ủa chị? Chị sao vậy? Dĩ nhiên thì khi chúng ta vào bán kết thì câu hỏi sẽ khó hơn là những vòng ngoài. Đó là cái em sợ đó. Đúng vậy. Theo kinh nghiệm của em là những vòng sau là bộ câu hỏi nó sẽ càng ngày khó khăn. Đúng vậy. Và kiến thức nó sâu rộng hơn. Đúng vậy. Nhiều chủ đề hơn. Đúng vậy. Nhưng mà ST thì cũng đã có kinh nghiệm rất là nhiều lần lên đây rồi. Cho nên những câu hỏi này cũng không phải là vấn đề với ST. Và bây giờ 2 phút dành cho ST Sơn Thạch bắt đầu. Đây là một câu đố chữ. Dao gì tẩy xóa tất cả? Dao bôi. Đúng, chính xác, bôi xóa. Hay quá vậy, hay vậy, hay vậy. Hiểu chưa, hiểu chưa? Đố chữ tẩy xóa là gì? Là bôi đi, bôi. Là dao bôi. Hôm nay mới được chứng kiến người thật vị thật. Sau đây chúng ta sẽ đố thành ngữ 4 chữ ha. Thành ngữ: dao gì khiến chúng ta lo lắng? Tôi biết câu này. À, dao trước cho ác. Lên. Ủa Ngọc Phương? Ủa mà Ngọc Phương đang có đội nào vậy? Em chỉ có la thôi. Mà tại sao ST biết vậy? Biết sao? Tự nhiên nhìn mặt Ngọc Phương tự nhiên nó có nói ác dễ sợ luôn. Anh hả? Câu tiếp theo là đố chữ nữa. Lá, chiếc lá đó. Lá gì luôn ngủ rất say? Lá mơ. Mơ, ngủ mơ. Lên. Trời ơi. Ôi thông minh quá. Sau đây sẽ là một câu đố chữ phiên âm tiếng Anh rất dễ. Con sâu. Sâu gì thích ở gần cửa? Tiếng Anh anh. Show draw. Lên. Sao mà vậy mà không biết được vậy? Con sâu gì thích ở gần cửa? Cửa là draw đúng không ạ? À? Nó à, không hiểu cửa. Hả? Gần cửa, sâu đo. Cái này ai coi phim biết nè. Tay gì có thể chứa nhiều đồ đạc? Tay nải à? Lên. Đây là một câu khó. Liên Hoa Đài là tên gọi khác của ngôi chùa nào ở Hà Nội? Thì là em đoán đại nha, chùa Một Cột. Lên. Trời ơi. Trời. Hay quá vậy. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được nhà thơ Nguyễn Du miêu tả như sau: mây thua nước tóc, tuyết nhường chấm chấm chấm. Mây thua nước tóc. Ai biết đáp án? Biết luôn. Thật sự. Ủa, Thúy Kiều là liễu hờn kém xanh mà. Cái câu đó là của Thúy Vân mà. Lên. Ôi trời ơi, hay mình bị gạt. Đây là một trong những học sinh không cúp tiết văn, đi học đều đặn, hay được điểm 10. Ủa sao giỏi thế? Giỏi thế. Có bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá của anh lọt vào vòng bán kết giải UEFA Champions là cúp C1 đó, mùa 2023 và 2024. Có bao nhiêu? Bao nhiêu câu lạc bộ bóng đá? Chắc là không có à. Chính xác. Ở trong cái câu này á, ở trong cái câu này nếu mà người biết về bóng đá thì sẽ trả lời được liền. Còn người không biết về bóng đá như ST thì ST bắt đầu suy luận. Tại sao lại hỏi có con số ở đây? Ít khi nào mà hỏi con số bao nhiêu câu lạc bộ lắm. Bởi vì đó không phải là thống kê mà. Thì cái câu trả lời nó phải nằm ở một cái chỗ khác. Thì ST chọn là không có. Hay quá. Wow. Trời ơi. Quá là giỏi. Xin đi. Xin cảm ơn Khánh Giờ. Hay quá. Trời ơi, 8 điểm luôn. Quá giỏi. ST Sơn Thạch mang về 8 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Chúng ta gặp gỡ lại Phan Trần Quốc Bảo. Trần Phan Quốc Bảo. Trần Phan Quốc Bảo. Con số 8 là con số của ST. Thôi đừng về. Đã đến rồi phải tham gia cuộc chơi. Gọi xe giùm em ạ. À. Gọi cho em. Lên. Ủa trời ơi, anh ơi, 8 câu lận hả? Trời ơi.
Anh thua một cái người giỏi là anh phải hãnh diện. Không, không sao, thiệt. Thua cái người giỏi mình hãnh diện, không sao hết. Người ta giỏi, người ta đẹp trai, mình thua người ta là chuyện bình thường. Em thấy BB Trần là đang có chiêu, có chiến lược đàng hoàng, chứ không phải là không biết gì hết trơn mà lên đây chơi với ST. Dạ. Tại vì thua ST là em thấy chuyện đó là chuyện dĩ nhiên. Ủa chị? Ủa chị? Chị ăn ủi hả? Chị đang ăn ủi em đó. Dạ. Đó. Nhưng mà có vẻ là cái đội của em á, là cái người thế mạnh nhất là vẫn là Kiệt là mạnh nhất nè. Dạ. Đó. Trên Kiệt với ST chơi thì không được. Dạ, đúng tại vì rồi. Đây là người cái gì á? Phí nhân tài. Phí nhân tài mà. Cho nên mình phải cử một người dở nhất. Người dở nhất. Để đấu với ST. Đúng không? Dạ đúng. Đấy, đúng không? Hay quá chị ơi. Chị gọi giùm em chiếc xe. Gọi giùm. Chị đang xe cho em tới. Chị đang khen là cái chiến lược của đội em rất là thông minh đấy. À dạ. Yeah. Đấy rồi. Sao em thấy hào hứng với lời khen này quá ta? Không sao đâu, không có áp lực rồi. Dạ. Bây giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng rồi. Ok. Kính thưa quý vị, BB Trần đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Dạ. Giao gì tẩy xóa tất cả đố chữ? Giao hàng, giao tẩy, giao xóa, giao... Giao bôi. Chứ sao? Ôi trời, hay quá. Trời ơi. Trời ơi anh ơi, cái từ đó tự nhiên xóa lại nghĩ tới tẩy chứ em không nghĩ tới bôi luôn á. Bôi chứ, bôi xóa chứ. Dạ, nhưng mà không có nghĩ tới cái từ đó. Đúng là xóa xong rồi mình nghĩ tới tẩy thì... Dạ đúng, đúng em đúng không nghĩ tới tẩy. Em nói, ủa giao gì mà giao tẩy ta kỳ vậy ta? Bây giờ sẽ là Tố Thanh Ngữ. Dạ. Giao gì khiến ta lo lắng? Giao gì khiến ta lo lắng? Em đưa ra cái nét hồi nãy đi. Đúng, diễn lại. Bình thường anh hay nói em. Bình thường là anh không hiểu em. Nét này cho biết không được. Đó, đó là gợi ý á. Hồi nãy Ngọc Phước làm như vậy mà ST đúng đó. Sao hay vậy ta? Làm lại. Bình thường anh hay nói em. Giao chứng cho ác. Chứ sao? Rồi, tiếp theo đố chữ. Dạ. Lá gì luôn ngủ rất say? Lá mưa. Cái này dễ rồi. Dạ. Đây là đố chữ phiên âm tiếng Anh. Sâu gì thích ở gần cửa? Tiếng Anh. Sâu gì thích ở gần cửa? Có nhiều con sâu. Bởi vậy nhà sao? Cái đó. Cửa hả? Ủa chương trình có MC rồi. À vậy em quên. Sâu đo. Chính xác. Ủa là có cái câu này luôn. Trời ơi. Con sâu đo là cái con sâu nó gì nè. Dạ. Không em biết con sâu đo nhưng mà nó cái hành động. Mà có dụng mà gần cửa thì nữa. Nói đó là nó đo thì gọi là sâu đo. Dạ. Rồi tiếp theo. Tay gì có để chứa nhiều đồ đạc? Trong phim anh, trong nhiều phim anh. Anh nhớ là trong phim rồi mà không nhớ dùng cái từ cái tay gì á. Cái dằn vô bụng đó. Buồn chú, tay buồn. Tức ghê, nó phải né cái chỗ đó. Buồn. Cái miệng tay đâu. Đi ra chợ mua cho mẹ. Tay nải á. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi trả lời đi, tự nhiên Ủa tay nải chị, dạ tay nải. Trời ơi. Dạ. Mừng quá. Hồi nãy ST là câu 8 hả? 8. Chà căng à. Hồi nãy thì thật ra là ấy đầy trả lời hôm đó. Đúng rồi đó. Ủa vậy à? ST đâu còn ai trả lời gì đâu, ST tự trả lời bọc bọc bọc. Còn dạ. Em thì em phải chờ nghe giúp, từ bọc bọc bọc. Em chờ giúp nhiều quá chị ạ. Không sao đâu chị, khán giả hiểu mà. Rồi tiếp theo. Liên Hoa Đài là tên gọi khác của ngôi chùa nào ở Hà Nội? Đó chắc là chùa Một Cột. Chính xác. Trời ơi. Rồi tiếp theo. Vẻ đẹp của Thúy Kiều được nhà thơ Nguyễn Du miêu tả: mây thua nước tóc, tuyết nhường chấm chấm chấm, cái gì? Khoan nha, cái câu này hình như cái mẹo phải không ta? Em nhớ cái câu thơ là mới gì cái gì thua nước tóc, không biết, tuyết nhường màu da, có biết gì đâu. Thôi màu da đi chị, tuyết nhường màu, màu da đi. Dạ. Đồng đội đã quay lưng. Xác. Ủa? Hay là em bị nhớ nhầm ta? Anh nhớ đúng rồi đó. Ý là cái câu này không phải của Thúy Kiều. Thôi của Thúy Dân. Câu này là Thúy Dân. Mày thua nước tóc tuyết nhường màu da. Chị lừa em. Hoa ghen thua thắm liễu hờn. Chị lừa em. Thì ST cũng bị lừa mà ST đâu có trả lời như em. Trời ơi, chào chị ơi. Chị ơi. Ủa? Chị không ai ngủi một câu nào luôn. Kính thưa quý vị, như vậy là BB Trần đã đạt được 6 câu.
Thôi vậy cũng được rồi. An ủi rồi, an ủi rồi. Được. Dạ, an ủi rồi chị ơi. Không có thua bạn. Tỷ số hiện tại là 1-0, đội mình đang dẫn trước. Người tiếp theo sẽ là em Trương Quỳnh Anh. Hai cô gái, một cô gái đẹp và một cô gái dễ thương. Dễ thương. Trương Quỳnh Anh và Ngọc Phước nha. Ủa là nét dễ thương. Tội ác là ở đó đó. Giờ sao chị ủ xì hả chị? Em muốn lên trước không? Hay em muốn lên sau? Em thì em thích lên sau. Nhưng mà em ủ xì đi. Ủ xì là dạ, ủ xì. Rồi em chọn chị lên trước, em chúc mừng chị ha. Cảm ơn. Yeah. Đây là Trương Quỳnh Anh. Thưa quý vị thân mến, cũng đã có kinh nghiệm với chương trình Nhanh Như Chớp nhiều lần rồi. 2 phút dành cho Trương Quỳnh Anh. Bắt đầu. Đây là câu đố chữ ô gì có hại cho sức khỏe. Ô nhiễm. Yeah. Vẫn là đố chữ ô gì khiến người khác chú ý. Ô kìa. Ô kìa ai như ô kìa đó anh. Ủa sao mình nhắc đội bạn vậy? Ủa thiệt hả? Em tưởng giỡn. Em tưởng giỡn á. Là mình vừa nhắc đội bạn đó. Ủa. Lên. Cảm ơn em nha. Ủa em không biết gì luôn, em tưởng tôi giỡn không mà. Anh cứ giỡn như vậy đi. Đây là đố chữ phiên âm tiếng Anh. Ô gì chứa rất nhiều suy nghĩ. Overthinking. Lên. Yeah. Wow. Câu này khó. Ba nhờ Bảo đi lấy một món đồ, nhưng Bảo không hỏi ba mà tự tìm thấy, hỏi món đồ đó là gì? Bảo không hỏi là bao. Mà... Tiếp tục. Bao bố à? Lên. Oh. Yes. Trời ơi. Quá là giỏi rồi. 10 câu chị ơi. Đây. Vậy sao? Là câu đối chữ. Rau gì chạy trên sông nước? Rau chân vịt. Lên. Ủa. À. Mình cũng bơi trên sông nước ha. Thật ra là câu này á. Tại vì em không biết rau nhiều. Thật ra câu này là câu đố chữ. Chúng tôi nói là rau gì chạy trên sông nước. Thì cái đáp án chính xác nhất là rau mùi tàu. À mùi tàu. Hoặc là cần tàu á. Ở bức tranh Vinh Hoa, trong cặp tranh dân gian Đông Hồ Vinh Hoa Phú Quý, hình em bé ôm gà là bé trai hay bé gái? Hả? Em không biết, nhưng mà em đoán đại tại em không biết cái bức tranh đó. Bé trai à? Lên. Yeah. Cũng trong bức tranh Vinh Hoa đó, em bé ôm gà bên chậu hoa gì? Hoa lan, hoa huệ, hoa cúc, hoa gì? Ba hoa đó, có một hoa. Hoa cúc. Là biết hay chọn đại? Chọn đại đó em. Lên. Ui. Wow. Ê vậy là hôm nay nhân rồi, hôm nay đồng đội em ghê vậy trời. Ê hôm nay nhân phẩm em tốt mà. Câu này dễ nhưng mà không biết bé có biết không. Con chó đen thì gọi là con chó mực. Mực. Con chó trắng gọi là chó gì? Con chó đen gọi là chó mực. Con chó trắng thì là con chó trắng thôi chứ. Không, nó là chó gì? Nó phải là con chó gì hả? Đúng vậy. Ủa? Hết chưa? Con chó hoài. Không chính xác. Đáp án của câu này chúng tôi sẽ công bố sau. Và thưa quý vị thân mến, Trương Quỳnh Anh mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Yeah. Yeah. Hay quá, giỏi quá, giỏi. Giỏi. Quá đây, giỏi. Đội mình là có ST 8, mình yeah. 7, Lát Mạc Văn Khoa là 6 hoặc là 9. Yeah. Là đẹp. 10 luôn anh. 10 luôn. 10 luôn. 6 nó là con số mơ ước của em rồi. Hay quá chị. Chị ơi, hay quá. Đây, Trương Quỳnh Anh, thưa quý vị thân mến, đã mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Trời ơi. Đây, Ngọc Phước. Phước ơi. Phước ơi, cơ hội cho em. Em chỉ cần 8 câu thôi. Em chỉ cần 8 em câu là thắng. Em chỉ cần 8 câu là thắng. Chỉ cần 8 câu là nãy tới chưa? Cái xe nãy anh đặt tới chưa? Chờ cho chỗ hả? Rồi em chỗ với. Mời lên. Dạ, em xin phép chị. 8 câu thôi à? 8 câu. Dễ
lắm. Dễ rồi à, 8 câu. Em ngủ xíu nha. Ủa sao vậy em? Em thấy bất khả thi quá à. Bất khả. Nhưng mà em có biết là trong cái câu mà đúng đáp án liên tiếp á, có một câu là BB có giúp đỡ. Anh lỡ miệng anh la lên. Lỡ miệng mà la lên. Đúng rồi. Chị thấy đồng đội em không? Thấy. Sao đợt trước là tình bạn tụi em tan vỡ nhiều. Ồ, sao chuyến này em nghĩ chắc không còn chơi với nhau thời gian dài nữa đâu chị ơi. Khó quá. Sao BB lần này thì nếu mà đúng câu đó thì em có nhắc nhở nữa không? Thì em nghĩ là mình phải nên công bằng. Tại vì sau cái dòng vừa rồi em thấy nên công bằng nên là em quyết định em với Kiệt sẽ quay lưng lại với Phước. Rồi em sẽ như vậy. Để cuộc chơi cho nó rộng. Dạ, dạ. Nó vui vẻ hơn. Cho vui vẻ hơn. Em có thực sự vui chưa? À, em vui vì em mất đi những người bạn tệ. À. Rồi, giờ sẵn sàng chưa nào? Dạ, em luôn trong trạng thái không sẵn sàng. Không sẵn sàng. Không sẵn sàng. Sẵn sàng, sẵn sàng, sẵn sàng. Không căng thiệt chứ. Thôi cố lên nào. Dạ. Kính thưa quý vị, Ngọc Phước đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ ô gì có hại cho sức khỏe? Ô gì có hại cho sức khỏe? Ô nhiễm. Chính xác. Yeah. Không. Tự chơi được mà, tự chơi được mà. Lại là đố chữ. Ô gì khiến người khác chú ý? Ô gì khiến người khác chú ý? Ô kia. Chính xác. Ê, không cần em nhắc nhở nha. Em biết mà, em thấy Phước giỏi mà. Giỏi Buyến. Nha. Buyến đi. Buyến đi. Tiếp theo, đố chữ phiên âm tiếng Anh. Ô gì chứa rất nhiều suy nghĩ? Ô brain, ô head. Ủa, em là cô giáo dạy tiếng Anh đó hả? Suy nghĩ. Có thật sự là hồi xưa mình đi dạy tiếng Anh không? Dạ có, nhưng mà quên hết trơn rồi. Đâu, 1, 2, 3, 4, 5 coi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là có học tiếng Anh đó. Ok, ok. Ok, oh, yeah. Luôn, ok luôn. Oh yeah. Oh yeah nữa. Bà cỏ hay gì? Overthinking. Trời ơi. À, em tưởng đâu giống sâu đo, cái phải ghép cái chữ ô với cái gì đó vô. Em phải nhắc tên người yêu em vô mới nhớ. Sao vậy? Tại người yêu em hay overthinking. Tính ra người yêu của anh BB cứu cái đội em hai lần rồi. Lần trước là eo gió ha. Eo gió. Rồi, tiếp theo. Ba nhờ Bảo đi lấy một món đồ nhưng Bảo không hỏi ba mà tự tìm thấy. Hỏi món đồ đó là gì? Ba nhờ Bảo đi lấy một món đồ nhưng Bảo không cần đi, Bảo vẫn thấy. Bảo không hỏi ba. Hỏi ba là cũng không đúng luôn. Ủa cái cuộc câu này mình hỏi gì vậy chị? Món đồ đó là món đồ gì? Bảo đi lấy cái bao. Không. Em thấy thái độ đồng đội em không tốt. Không ai làm gì luôn, không làm gì đâu. Bảo không hỏi. Lấy bao. Bảo không hỏi ba. Ba bố, bao bố. Chính xác. Trời ơi. Nhọc nhằn quá. Ủa thì mỗi người đồng lòng giúp đỡ Ngọc Phước dạ. Kia. Cồng kềnh luôn á chị, cồng kềnh luôn á. Ủa sao cứ mày tự nhiên thấy bị khờ ngang ta? Tại vì em mới thấy tụi anh thấy lâu rồi. Em thấy mấy câu đầu thấy nó cũng trơn tru lắm mà sao kỳ vậy ta? Rồi, tiếp theo, đố chữ. Rau gì chạy trên sông nước? Rau gì chạy trên sông nước? Rau chân dịch. Rau chân dịch hả? Lên. Yeah. Cái đó em có ăn, cái đó em có ăn. Rồi tiếp theo. Ở bức tranh vinh hoa trong cặp tranh dân gian đồng hồ. Đồng hồ. Đồng hồ em ơi. Đồng hồ. Ở bức tranh vinh hoa trong cặp tranh dân gian đồng hồ. Vinh hoa phú quý, hình em bé ôm gà. Là bé trai hay bé gái? Em bé ôm gà. Chắc chắn em bé đó phải là một em. Suy nghĩ lâu lắm. Có hai lựa chọn nè, trai hoặc gái mà. Em nghĩ là bé gái. Yeah. Không chính xác. Không chính xác. Em chắc chắn quá ha. Rồi tiếp theo. Cũng trong bức tranh vinh hoa, em bé ôm gà bên chậu hoa gì? Rồi liệt kê hoa đi. Hoa ly, hoa hồng. Hồi xưa là hoa đào, hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ. Có một hoa rồi. Cúc. Chính xác, chắc chắn là cúc. Chó đen gọi là chó mực. Vậy con chó trắng gọi là gì? Chó trắng là... Chó trắng. Miền Tây, nghe nói miền Tây á. Miền Tây hả? Trời ơi. Chó trắng là... Cái từ miền Tây á. Miền Tây hả? Từ này chị chưa bao giờ thấy. Chắc chắn là em cũng không thấy. Thôi em nói đại đi. Con chó của em.
Con chó của em. Ok, không chính xác. Chó cò. Chó cò. À, con cò màu trắng. Giống như tên gọi, một hồ nổi tiếng ở Huế có khung cảnh rất bình yên và thanh tịnh. Hỏi hồ đó có tên gọi là gì? Hồ đó có tên gọi là gì? Bình yên và thanh tịnh. Đáp án là hồ Tịnh Tâm. Trời ơi, hồ Tịnh Tâm. Thôi em thấy em 4 câu vậy là em khá. Khá lắm mà. Vậy là cũng tốt rồi, thiệt chứ. Em thấy ổn định mà. Kính thưa quý vị, Ngọc Phước đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Giỏi rồi, giỏi rồi. Ôi, tính ra anh thấy hay ha. Bên kia 7-8, bên mình 5-6. Bây giờ là lượt thứ 3, mình đã thắng 2 lượt rồi. Nếu lượt này mình thắng hoặc chỉ cần huề là mình cũng thắng. Đội mình bắt buộc phải thắng để còn tiếp tục. Còn nếu huề là dừng lại. Đi về luôn. Về luôn. Tính ra em quyết định ấy nhờ. Quyết định đấy. Quan trọng đấy. Vậy thôi em với Phước ra xe trước. Rồi cứ em phải. Ra ngoài luôn nha. Gặp ai chứ gặp em mà còn có hy vọng anh ạ. Anh tôi. Em muốn thế nào? Nghe nói Kiệt là giỏi nhất bên đội bên kia phải không? Ác chủ bài đó. Hả? Vậy hả? Hồi xưa là em học trường đại học nào? Dạ hồi xưa em không có học ở Việt Nam. Hồi đó đi du học hả? Dạ. Học ở đâu? Em học ở Singapore. Singapore. Oh. Nhưng mà học ngành nào? Dạ em học ngành quảng cáo và marketing. À, kiến thức của em nó đã ít rồi còn gặp một người du học nữa anh. Không, hôm nay anh toàn hỏi về mắm tôm và đậu hũ. Đó thì cái đó là em lại không có. Ai lên trước? Anh lên trước nhá. Sao cũng được. Dạ em mời. Xin mời. Dạ. Mạc Văn Khoa. 10 câu. Khoa ơi, 10 câu. Cái nén ngon kìa, ngon nghênh kìa. Kìa thể hiện kìa. Thì chúng tôi là những anh em thân thiết, cũng ít hỏi gì đến xa xôi. Quán có được không? Ủa? Cũng lúc được lúc không anh ạ. Mùa nắng nè. Dạ mùa nắng thì người ta đi ăn tối nhiều thôi anh ạ. Buôn bán vất vả lắm bà con cô bác à. Nếu mà mình ngại ăn cơm nhà, hãy tới ăn cơm quán các bác nhá. Tuyệt vời đấy. Thì Mạc Văn Khoa là cũng là nam doanh nhân thành đạt ha. Chủ doanh nghiệp trẻ. Chủ doanh nghiệp trẻ. Hiện giờ là chi nhánh là có khắp cả nước không mà. Khắp cả nước rồi. Dài từ Bắc chí Nam. Ra nước ngoài luôn mà. Bao nhiêu chi nhánh rồi ạ? Giới thiệu luôn đi ạ. Không có đâu anh. À dạ vâng, được bà con cô bác yêu thương thì em buôn bán cũng được hơn 4 năm rồi. Hiện tại thì có 13 chi nhánh ạ. Trời ơi. Quá trời. Thì Mạc Văn Khoa sẽ đến với chúng ta 2 phút. Mạc Văn Khoa nhanh như chớp. Câu đầu tiên. Xe cộ qua lại tấp nập, con gì nằm giữa đường mà không bị xe cán? Quá dễ. Con lươn anh ạ. Lên. Ôi thể hiện. Trời sao mà mê cái nét lạnh lùng thì quá trời đi. Ồ, tao đâu biết, nó phải tranh thủ thể hiện em à. Dạ. Khúc đầu em cũng vậy đó. Tiếp đi anh. Anh hỏi câu này em trả lời bằng thơ luôn cho nó hoành tráng nhé. Dạ. Ngày chính lễ của lễ hội Đền Hùng vào ngày nào? Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày dỗ tổ mồng 10 tháng 3. Lên. Trời ơi. Sao mà thấy ghét quá trời à. Mở ngoặc âm lịch đóng ngoặc. Vâng. Dạ, 10 tháng 3 âm lịch mà. Vâng. Theo truyện cổ tích Tấm Cám, Tấm đã làm rơi chiếc áo của mình ở đâu? Em không biết là Tấm có giặt rũ quần áo phơi để nó bay đi đâu không, chứ còn trong chuyện là chỉ có rơi hài thôi anh à. Lên. Wow. Trời ơi. Điềm tĩnh nghe không? Điềm tĩnh đầy kiến thức. Câu này là một câu địa lý, nhưng mà câu này cỡ Harry Potter người nước ngoài trả lời được luôn. Wow. Này em không biết là không được, thua chị. Quận nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường mang tên các loài hoa nhất? À, nhà cũ. Em thì cũng vào đây lập nghiệp được gần 10 năm rồi. Và cảm ơn 9 căn nhà em chuyển 3 quận em ở. Thì em có ở quận này và ở gần đường đấy luôn. Em ở đường Nhiêu Tứ. Và đối diện đó chính là quận Phú Nhuận. Lên. Câu này dễ luôn. Đây là câu đối chữ. Nhảy cái gì liên tục báo hiệu cơ thể sắp bị bệnh? Nhảy cái gì? Từ từ đã. Nhảy cái gì mà báo hiệu là sắp bị bệnh thôi đấy. Thôi Bibi đừng có. Nhảy cái gì anh? Ừ nhảy cái gì? Bibi đừng mà, đừng có lâu. Nhảy cái gì mà sụt xịt thế em? Em ghét anh ghê luôn á. Thì đó, nhảy đó. Cái đó đó. Tức ghê vậy đó. Nhảy gì?
nhảy mũi lên. Trời ơi, tuyệt quá. Em gọi là xì mũi hoặc là chảy nước mũi. Hắt xì á. Nhảy mũi á. Câu này ai cũng biết nè. Ai biết rồi. Câu này chúng tôi hỏi học sinh lớp 1, bạn nào cũng trả lời được. Anh ơi, anh áp lực quá nha. Xe gì càng vô ga càng đi chậm? Xe máy. Anh à, tút. Xe xích lô, xe. Xe lăn trong đêm khuất xa, dân biết đâu tìm. Anh có hát cho con anh nghe không? Bố là gì? Ủa em có phải là cục đổ hay là cái gì không vậy? Em đổi nào, À, trời ơi là trời. Hiểu chưa? Xe lửa. Lên. Trời ơi. Đây, một bạn tên là Chi. Chi bị bệnh nặng. Bệnh nặng. Phong qua thăm và nói Phong cũng bị bệnh tương tự nhưng không nặng. Hỏi bệnh gì? Tương tự không nặng. Là? Không nặng là tương, là tự là không nặng là tư. Tư là bốn. Từ từ anh đọc lại cho em ấy. Trời ơi. Đọc lại cho em phát. Anh ơi anh đọc lại câu hỏi cho em phát ấy. Tương tự không nặng thôi, đọc lại được. Cả cái này câu hỏi bệnh tương tư. Anh Giang, anh có biết là tự nhiên ra cái số 4 không anh? Tại vì Ngọc Phước vậy nè. Vậy nhiễu loạn. Anh ơi, em đi học chung lớp với anh, em chịu không nổi mới thiệt. Phải, nhiều khi cứ suy nghĩ quá đấy. Tiếp đi anh. Thời xưa, bản gì được mọi người kính nể? Cái gì? Bản gì hả? Cha, con phải lên trên kinh thành. À, ứng thí, con đi đây. À, em biết rồi. Cha ơi, con đậu rồi. Cái bản đâu? Ủa, hiểu tiểu phẩm vừa rồi không? Có anh. Là sao, tiểu phẩm là sao? Bạn đã được giải nhất rồi, bạn sẽ được huy chương. Bạn sẽ được màu. Màu gì? Huy chương màu gì? Bạn gì? Huy chương màu gì? Bạn vàng anh. Không sao. Ủa, không phải bạn hả? Nhãn. Như vậy là bạn có khoa mang về, bạn đã bán liền tiếp chính xác, chúc mừng. Ui rồi bảy anh. Ủa anh, bạn nhãn là bạn gì? Bản nhãn là có tam khôi, là có trạng nguyên nè. Em tưởng là bản vàng chứ. Trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Chúng ta gặp gỡ lại du học sinh trở về từ Singapore. Anh được nhiêu câu vậy? Em chừng 8 câu là em thắng. Ủa? Tầm đó thôi. Anh được có 7 câu à? Có 7 câu. Anh mới nói với em anh không có kiến thức mà anh 7 câu. Trời ơi em ơi, bộ câu hỏi này ấy, nó, anh nghĩ là với cái trình độ của em ấy, 7 câu là nó chỉ là cái chuyện mà đơn giản đối với em thôi. Thôi làm nhanh em đi về. Trước khi vào chơi thì chị muốn hỏi vài câu. Dạ. Tại sao em lại là chọn nhóm này làm cùng đội với em? Nếu chị hỏi thì em xin phép trả lời thật là em không có sự lựa chọn. Ngọc Phước chỉ hỏi em là ngày hôm đó có rảnh hay không. Để đi quay nhanh như chớp. Thì em đồng ý thì vô em phát hiện có thêm anh BB. Dạ, vậy thôi à. Chị đi biết ngay từ đầu là không nhận rồi đúng không? Mà tại vì chị thấy là đội em là bị mắc cái một cái bệnh là phải nhắc người ta đó. Là cùng đội hay không cùng đội cũng phải nhắc á. Ủa vậy hả? Vậy anh nãy mới được nhắc nữa hả? Đâu, nhắc cho anh qua gần như một bộ câu hỏi luôn mà. Hay vậy ta. Nhắc duy tinh lắm. Nhưng mà theo chị biết là em biết rất nhiều ngoại ngữ. Dạ, chút thôi, không có nhiều lắm đâu. Nhìn nó là tới 8 ngoại ngữ lận kìa. Dạ, là tiếng mẹ, tiếng ba rồi. Gia đình vậy thôi đó. Chứ còn ngoại ngữ thì không biết nhiều tới vậy đâu. Vậy hả? Em biết được chút xíu thôi nha. Tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Anh. Nhìn nó là có tiếng Hàn Quốc nữa. Hồi xưa em có học tiếng Hàn mà học kỹ và luyện được luôn. Nói mấy câu vậy coi nào. Anh nhau hay CEO. Anh nhau. Cho nên tuấn kỳ im nị ta. Vậy. Cho nên Việt Nam xa lắm im nị ta. À, chào rất xin nhiều. Nè. Được rồi. Dữ dội chứ chị. Kim Sana. Chào chị, em là Tuấn Kiệt. Dạ. Đó, em là người Việt Nam. Đúng rồi. Đó. À, bây giờ em sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Kính thưa quý vị, Tuấn Kiệt đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Xe cộ qua lại tấp nập,
con gì nằm giữa đường mà không bị xe cán? Xe cộ, con lương. Hay quá. Khỏi nhắc nữa. Ngày chính lễ của lễ hội Đền Hùng vào ngày nào? Dạ là ngày mùng 10 tháng 3. Wow. Theo chuyện cổ tích, Tấm Cám, Tấm đã làm rơi chiếc áo của mình ở đâu? Tấm không làm rơi chiếc áo, Tấm làm rơi đôi hài, chiếc hài. Chính xác. Hiện nay em sống ở quận nào vậy? Dạ em ở quận 4. Đây. Dạ. Quận nào ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đường mang tên các loại hoa nhất? À, dạ quận Phú Nhuận. Chính xác. Cái câu này là Ngọc Phước nhắc nhở nhiều lắm. À vậy hả, chị Phước nghe sẵn rồi. Sàng nhé. À Ngọc Phước với cả BB nữa. Nhảy cái gì liên tục báo hiệu cơ thể sắp bệnh? Ôi có vị là biến nhắc quá trời đi. Em nghĩ là Kiệt biết mà, em nghĩ là Kiệt. Dạ nhảy mũi. Trời ơi. Dạ. Sao mà người ta dễ dàng quá. Sao dễ quá rồi. Ba ơi. Đâu Kiệt nó du học anh chị. Không có, cái đó là bình thường. Rồi tiếp theo. Xe gì càng vô ga càng đi chậm? Xe hơi thì vô ga thì đi nhanh. Xe lửa. Yeah. Không, để Kiệt tự thân vận động được. Nhẹ nhàng nhỉ. Đây, tiếp tục nha. Chi bị bệnh nặng, Phong qua thăm và nói Phong cũng bị bệnh tương tự nhưng không nặng. Hỏi Phong bệnh gì? Đối dạ, bị bệnh tương tư. Chính xác. Đó còn nhà không nhẹ nhàng chứ gì. Không cần nhắc luôn chị. Hiện tại là đang về đó. Nhưng mà cái câu tiếp theo là hình như tất cả mọi người ở dưới đôi biết đâu. Ồ, dạ đúng rồi, chưa biết. Nếu mà Kiệt mà biết là luôn. Kiệt thắng đó. Dạ. Thời xưa bạn gì được mọi người kính nể? Đố chữ. Bản gì hả? Hồi xưa thì có bản gì thì hồi xưa có thủ khoa nè, bản nhãn nè, thám hoa nè. Có bản nhãn. Chính xác. Trời ơi sao đi. Wow. Yeah, 10 câu đi em. Hay quá em ơi. 10 câu luôn. 10 câu luôn anh. Quan trọng là thời gian thôi, hai câu tiếp theo rất dễ. Rồi tiếp theo nha. Để anh hỗ trợ cho, Dạ. Bạn tên là Hoa hỏi Bình giữa tánh mạng và người yêu, Bình chọn bên nào? Bình trả lời chọn gì mà bị Hoa tác động vật lý rất mạnh? Đố chữ. Thường chọn tán mạnh. Lên. Dạ. Trong lời bài hát Áo Mới Cà Mau có nhắc đến những loài vật nào? Loài vật nào hả? Áo Mới Cà Mau. Mũi. Không kìa. Hình như con mũi hay không? Con vật, con mũi. Con mũi bà. Con mũi và con sáo. Không chính xác. Về cái nước đầm dơi. Rồi nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Rồi chỉ cần là giỏi rồi. Cái này phải ngồi liệt kê ra. Dạ đúng rồi. Này hát ra thì chắc là thuộc được. Ok xin mời. Ở lượt này các bạn mang về một chiến thắng. Cuộc chơi vẫn còn tiếp tục. Kính thưa quý vị, như vậy là Tuấn Kiệt đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Giỏi quá. Quá dữ. Bây giờ chúng ta còn một lượt chơi nữa. Nếu ở lượt này mình thắng thì chúng ta sẽ có câu hỏi phụ. Chỉ có một phương án là thắng, còn lại những phương án khác về. Về luôn. Vâng. Sẽ hai người lên, không phải là hai người vừa rồi. Vậy là giờ vẫn là em rồi. Baby Trần và ST. Dạ. Lại là chúng ta. Ai lên trước lên sau? Thôi để em lên trước cho. Xin mời. Dạ. Ai dám ngoại đi chơi vậy? Áp lực quá mấy đứa ơi. Quá dễ. Dạ. Nó sẽ khó ở vị trí câu số 7 vì nó không thuộc về lĩnh vực của em thôi. À, em nghĩ là không tới câu số 7 đâu. 6 câu còn lại là vô cùng dễ. 2 phút dành cho BB Trần. Bắt đầu. Đây là câu đối chữ. Chúng ta đánh gì khi tham gia giao thông? Đánh gì đó? Đánh lái hơn. Chính xác. Lên. Chúng ta đánh gì để tránh không phải trả lời những câu hỏi tế nhị? Đánh chống lãng hả? Lên. À. Vào dịp cuối xuân, đầu hè ở Huế,
vùng nước lợ thường xuất hiện loài nhuyễn thể trông gần giống với con sứa nhưng có kích thước nhỏ hơn, đó là loài vật gì? Anh ơi, cái này thi đại học hay sao vậy anh? Ủa, em vừa mới nghe cái gì á, chứ không phải câu hỏi nha. Cái gì, cái thông tin gì anh nhiều quá. Vào dịp cuối xuân, đầu hè ở Huế. Cuối xuân, đầu hè ở Huế. Nước lợ có xuất hiện một con vật nhuyễn thể giống với con sứa nhưng mà nó nhỏ hơn, nó là con gì? Màu hơi xanh xanh. À, đúng rồi, hay múc ban rồi đấy. Múc ban đó. Không, màu xanh xanh á. Không nhớ. Thì trả lời đã tiết kiệm thời gian anh. Con gì? Không, trả lời con mực đi anh. Không, chính xác. Chứ em không nhớ con đó, không nhớ cái tên. Con gì ạ? À? Con gì? Nuốt. Con nuốt. Nuốt hả? Vâng. Đây là câu đố vui. Con gì chỉ nằm một chỗ nhưng luôn được cho ăn? Con gì ta? Ai biết giơ tay ạ? À? Một người, hai người, bốn người, năm người biết. Đố vui hả? Đố vui hả chị? Đố vui. Con heo đất hả ta? Không, chính xác. Ủa? Nó cũng một chỗ mà anh. Em cầm đi chỗ khác được không? À, là cái này là nằm yên một chỗ. Con gì nằm yên một chỗ mà được cho ăn bánh mỗi ngày? Ăn bánh hả? Con đường. Con đường. Wow. Đố vui mà, đố vui mà. À, đúng. Bởi vậy em mới nói là em cũng tính nó con đường nhưng mà em nghĩ là đâu có ăn cái gì đâu. Nó đâu có ăn cái gì đâu. Ăn bánh xe. Ăn bánh, tại có chữ bánh. Cái gì khi dùng thì quăng đi, không dùng thì lấy lại. Khi dùng thì quăng đi. Không dùng, khi dùng thì quăng. Giống cái boomerang quá ta. À rồi, biết rồi, em biết rồi, quăng lưới. Lưới, dạ, rồi, lên, à, lên. À, dạ. Kể tên một loài côn trùng mà trong tên có chữ số. Côn trùng hả anh? Côn trùng nha. Côn trùng. Là côn trùng là có cánh này kia đúng không anh? Đúng vậy. Dạ. Ồ, ghê thiệt hay vậy trời. Từ, tứ. Người ta đoán ra rồi kìa. Kiến bò khoang. Lên. À, nhớ rồi. Kể tên hai câu lạc bộ bóng đá bắt đầu bằng chữ A đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Chữ A thôi. Argentina thôi. Câu lạc bộ bóng đá của giải Ngoại hạng Anh. Trời ơi, có biết chơi bóng đá đâu mà hỏi mấy câu này. Thì đó. Thiệt á. Cứ đại đi bà ba bà bốn chị đi. Thôi đâu, bây giờ Argentina với lại còn gì nữa ta? Còn gì mà chữ A nữa? Mỹ đi anh. Ờ rồi, Mỹ không chính xác. Trái gì tên một đằng, màu một nẻo? Tên một đằng, màu một nẻo. Lần đầu tiên. Trái hồng hả anh? Trái hồng. Dạ. Trái hồng rất thương, bây giờ có màu hồng cả. Màu cam cam. Màu xanh và cam. Cam. Trái hồng là cái loại trái là chín, sống là màu xanh mà chín là màu cam. Là đỏ chứ chưa bao giờ có màu hồng cả. Bibi Trần mang về hai đáp án liên tiếp chính xác. Với việc phải đối đầu với lại ST Sơn Thạch ra xe về mà ơi. Lại chỉ mang về hai đáp án là tạch rồi. Trời ơi. Chúng ta gặp gỡ lại ST Sơn Thạch. Bây giờ vậy nè, giờ em chơi lớn không? Thời gian của em là 2 phút nhưng em hãy dùng 30 giây cuối cùng để chơi, còn 1 phút rưỡi còn nói chuyện. Ủa anh? Trời ơi, em chơi nhỏ thôi. Tuổi nhỏ là việc nhỏ. Tại bên đây có số 2 à? Có số 2 anh ơi. Rồi. Anh ơi, còn phải lấy 20 triệu chương trình nữa chứ. Nói chuyện 1 phút 30 giây bắt đầu. Lên câu 10 đi anh nhớ. Lên câu 10 đi ST ơi. Ê mà ST có rành về mấy cái bóng đá không vậy? Bóng đá được anh. Không, hồi xưa là tại là rớt mấy câu đó không đó. Đúng, hồi xưa tại vì theo chị nhớ là hồi xưa em hay rớt cho mấy cái đó. Cho nên là ở nhà có tìm hiểu. Trời ơi. Ghê chưa? Trời ơi, dữ dội thiệt. Cái gì mình phải thích mình mới nhớ. Đúng rồi. Đúng vậy thôi chứ chưa chắc là nhớ. Kính thưa quý vị, ST Sơn Thạch đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, đố chữ. Đánh gì khi tham gia giao thông? Đánh lái. Dạ. Đây là đố thanh ngữ. Đánh gì để tránh không phải trả lời những câu hỏi tế nhị? Đánh trống lảng à. Chính xác. Em xong rồi. Tới đó được rồi, tới đó được tới rồi. Tới đó là em đã thắng rồi. Rồi mình về thôi đi. Rồi tiếp theo. Vào dịp cuối xuân, đầu hè ở Huế, vùng nước lợ thường xuất hiện loài nhuyễn thể trông gần giống với con sứa nhưng có kích thước nhỏ hơn, gọi là gì? Cái con này thì em biết, rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây, con nuốt à. Yeah. Chính xác. Ừ,
Rồi tiếp theo đây là đố vui. Con gì chỉ nằm một chỗ nhưng luôn được cho ăn? Nếu mà nằm một chỗ thì là con đường. Lên. Con đường luôn. 10 câu anh ơi. Rồi tiếp theo, cái gì khi dùng thì quăng đi, không dùng thì lấy lại? Quăng đi là cái lưới. Cái lưới cá. Lên luôn. Yeah. ST. Tiếp theo, kể tên một loài côn trùng mà trong tên có chữ số. Một loài côn trùng trong tên có chữ số, kiến ba khoang. Lên. Yeah, trời ơi. Trả lời liền luôn. Dạ. Câu này chị đã từng nghĩ là làm khó em, mà nếu như hồi nãy em chia sẻ thì chị thấy an tâm hơn. Kể tên hai câu lạc bộ bóng đá bắt đầu bằng chữ A đang thi đấu tại giải ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh em biết câu lạc bộ nào? Chữ A. Nếu mà là chữ A thì có thể là Arsenal. Một. Cái thằng thứ hai hơi khó. Chị chắc không biết đâu cho nên là phải trả lời đại. Mặt bé này hiền hay là Ác. Thôi trả lời đại đi, không thôi tốn thời gian đúng không? Ác quá. Ủa? Anh ơi, cái đó là đại câu chưa? Ác quá với em rồi. Câu trả lời ác thật, không chính xác. Đúng là khó. Aston Villa. Câu lạc bộ này nó không có hot bằng mấy câu lạc bộ kia. Rồi, tiếp theo. Trái gì tên một đằng, màu một nẻo? Trái hồng. Chính xác. Chính xác. Rồi, kể một từ nào trong tiếng Việt mà bỏ dấu huyền vẫn giữ nguyên nghĩa? Vẫn giữ nguyên nghĩa mà vẫn giữ nguyên nghĩa. Bỏ dấu huyền. Vẫn giữ nguyên nghĩa. Bỏ dấu huyền vẫn giữ nguyên nghĩa. Cái này em nhớ nè mà sao tự nhiên quên mất tiêu rồi. À. Dấu sắc thì anh biết, còn dấu huyền thì anh không biết. Lùi. Kính thưa quý vị, ST đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Đúng là ngang tài ngang sức mà. Đúng rồi, mình tay ngang vô với người ta đó. Xin mời lên. Thưa quý vị thân mến, như vậy là đội chúng ta rất ngang tài ngang sức. Dạ. Nhưng tôi biết các bạn nhường cho họ đó. Dạ, dạ đúng rồi. Thôi đừng có như vậy nữa. Các bạn sẽ dừng lại với phần thưởng là 15 triệu đồng. Ngày nay đội các bạn rất là đồng đều ha. Mỗi vị trí đều có những con số 6, 7, 8, 9 không à. Các bạn xứng đáng bước tiếp. Và chúng ta đã có mặt ở đêm chung kết. Còn ngay bây giờ vào vòng đặc biệt mang về phần thưởng là 80 triệu đồng. Yeah. Chào mừng quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. MC chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi sẽ trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút. Thì các bạn có thể nhận được 80 triệu đồng. Luật chơi từ bạn Văn Khoa đập vào cái trụ này giành quyền trả lời. Và như thế tiếp tục như thế tới Trường Anh, tới ST. Lượt ai người đó trả lời nhắc thoải mái. Và với câu hỏi này chắc chắn chỉ có 20 đáp án. Hả? Là không có dư để mình không thể nghĩ. Nào dư và cũng không thể nào có một cái đáp án nào khác. Không có nhiều hơn để liệt kê. Không hỏi. Có nhiều hơn để liệt kê. Cho em hỏi, anh làm thì được không? Anh trả lời một được. Mình anh. Dạ. Khoảng 60 phút. Hả? Sao? Nếu có cầm điện thoại. Trời ơi, vậy là cái này là nhiệm vụ bất khả thi rồi anh ơi. Trong vòng 60 giây mang về 20 cái tên ở mùa giải 2023-2024. 20 câu lạc bộ bóng đá giải ngoại hạng Anh. Trời ơi. Manchester United. Arsenal. Man City. Aston Villa. Tottenham.
Liverpool. Liverpool. Newcastle. Có cái gì nữa? West Ham. West Ham. West Ham. Chelsea. Hết rồi đó. Đã biết rồi đó. Rít cái gì Palace ta? Risto Palace. Cái gì ô gì đó. Cái đội gì mới bị xuống hạng đó? Đội mới bị xuống hạng luôn á. Leicester City nhưng mà chưa phải tên đó không? Mà đội đấy chưa lên hạng mới đâu chứ. Juventus có phải không? Cái này người xung quanh giúp đỡ chưa chắc liệt kê hết. Brentford gì chị? Hả? Brentford hả? Brentford hả? Không biết luôn. Cứu tôi, cứu tôi. Khó, câu này khó lắm. Khó quá. Thưa quý vị thân mến, các bạn thân mến, con số các bạn mang về là 11 đáp án chính xác. Thôi, không buồn, không buồn. Khó, khó lắm. Không, không buồn. Nhưng mà 11 là em đã thấy rất là hãnh diện về mặt văn khoa rồi. Mặt văn khoa giỏi á. Quá giỏi. Chúng ta đã có một tấm vé bước vào đêm chung kết. Ngày hôm nay ra về với phần thưởng là 18 triệu đồng. Xin chúc mừng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Nhanh Như Chớp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau với chương trình Nhanh Như Chớp.